đéo. Thank you.
bà chết rồi. To này, hai cả to. Hết rồi, không có phá rồi. Có bán không? Có. Bán hết không? Không, em vớt lại một hai con. 40.000 à? Vâng. Bán cho anh nhá. Vâng. Anh vớt lại hai con cho em thì. Vớt lại hai con à? Mang về nhà ăn à? Vâng. Thế khác bỏ ra đi. Này, cầm cầm hộ đấy, cái tiền nhá. Rồi, 40.000 đếm lại nhá. Vâng. Xin nhé. Ừ. Đi nhá. Ông về nhá. Thôi.
Thế này vào đi, em mình cùng nhau vào nhé. Ây dồi. Thế bà của em đâu? Bà của em mất lâu rồi. Thế á? Thế cái nhà này ai làm lại cho? Đây này. Họ. Họ làm cho à? À. Thế bây giờ còn đi tìm sắt vụn nữa à? Không đi nữa à? Ai trông đều cho cô không đi nữa. Ờ, thế thì bây giờ ở nhà thôi gì? Có gì ăn không? Không. Hết rồi à? Ờ, thế tí. Thế tí chị nấu cơm cho ăn nhá. Vâng. Ừ, gầy lắm rồi. Không đi nghịch đâu nhá. Vâng. Đâu, chị xem còn gạo còn gì không? Hết gạo nấu ăn rồi á? Vâng. Ừ. Đấy. Ồ, không thiêu hết rồi. Xem nào, rau nào. Ồ. Em đi trồng rau à? Không trồng thủ hết rồi đấy. Xem gạo. Ít gạo này thôi á? Vâng. Ừ. Chị chỉ nấu cơm cho ăn nhá. Vâng. Ừ. Em lớn nhanh đấy nhỉ. Ăn cơm đi. Cơm. Cơm. Cơm nhá. Ăn đi. Ăn nhiều vào nhá. Vâng. Ăn hết cơm rồi nhá. Ăn đi. Mẹ. Đứng. À. Ăn bớt cơm. Ừ, đứng nhá. Mà. Ăn đi. Nhá. Ăn nhiều quá nhá. Nè, xuống ra, xuống ra, xuống ra. Ăn nhá, ăn nhiều bạn. No chưa? Ừ. Nha, chị cất đi, chị cất nè. Đây chung em chị nhá. Ừ.
Bây giờ em ở nhà ngoan nhá, không đi đâu xa nhá. Ừ, lâu lâu chị lại xuống thăm em nhá. Ừ, thế chị về đây. Ừ, về đây, bye bye nè, bye bye anh nè. Bye bye anh nhá, anh bye bye em nè. Bye bye nè, con bye bye anh đi. Đúng rồi, bye bye nhá.